Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Xuân Lộc vừa tổ chức hội thi nhà sử học nhỏ tuổi năm học 2018-2019. Tham dự hội thi có trên 140 thí sinh đến từ 18 trường trung học cơ sở trên địa bàn. Nội dung hội thi gồm các phần theo dòng lịch sử, nhân vật lịch sử, Xuân Lộc hào hùng, sử ca học đường. Theo đó, các đội sẽ bấm chuông trả lời nhanh hoặc thông qua hình thức chọn các đáp án của ban tổ chức về các nhân vật lịch sử, sự kiện lịch sử dựng nước, giữ dự nước của dân tộc ta được biết hội thi này cũng được tổ chức ngay trong dịp kỷ niệm 44 năm ngày giải phóng Xuân Lộc ngày 9 tháng 4 năm 1975 ngày 9 tháng 4 năm 2019 nên ban tổ chức cũng đặt nhiều câu hỏi liên quan đến lịch sử hình thành và phát triển của vùng đất này.